Ngày 10 tháng 8, Kính Thánh Lorenzo. Vị thánh tự đạo rất nổi danh của thành phố Roma, Thánh Lorenzo, sống vào thế kỷ thứ 3. Ngài là một trong số 7 thầy phó tế được trao cho công việc giúp đỡ những người nghèo khổ và những người túng thiếu. Khi cuộc bách hại nổ ra, Thánh Giáo hoàng Sixto Đệ Nhị bị lên án tử. Đang lúc Thánh Giáo hoàng bị dẫn tới nơi hành quyết, Lorenzo đã theo sau ngài và khóc nức nở: "Cha ơi, sao cha đi mà không cho phó tế của cha đi theo? Cha không bỏ con lại đâu," Thánh Giáo hoàng trả lời. "Trong 3 ngày nữa, con sẽ được theo bước chân của cha." Tràn ngập vui mừng, Lorenzo đem phân phát cho người nghèo tất cả tiền bạc ngài có trong tay. Thậm chí, Lorenzo còn đem bán một ít tài sản của giáo hội để có thêm nhiều tiền bố thí. Vị hoàng đế Roma thời ấy là người rất tham lam, đã nghĩ rằng giáo hội có một kho tàng rất lớn đang được cất giấu. Và ông ra lệnh cho Lorenzo phải mang kho tàng này đến cho ông ta. Thánh Lorenzo đã nhận lời. Ngài hẹn 3 ngày nữa sẽ đem tới. Sau đó, Lorenzo đi khắp thành phố và thu gom tất cả những người nghèo khổ và bệnh hoạn. Những người này đang được giáo hội chăm sóc và nuôi dưỡng. Lorenzo chỉ cho hoàng đế Roma xem những người ấy đã nói với ông: "Đây là tài sản của giáo hội." Hoàng đế tức giận. Ông đã trừng phạt Lorenzo bằng cái chết từ từ và hết sức độc ác. Ông ra lệnh trói Lorenzo lại và đặt ngài trên một vị sắt, đoạn đốt lửa bên dưới để nướng chín Lorenzo. Thiên Chúa đã ban cho Thánh Lorenzo nhiều sức mạnh và niềm vui để Thánh Nhân nói với người hành quyết ngài: "Hãy lật tôi sang bên kia với, thịt ở phía mặt bên này đã chín rồi." Trước khi tắt thở, Thánh Lorenzo đã cầu nguyện cho dân thành Roma được ơn trở lại với Chúa Giêsu. Ngài cầu xin để đức tin công giáo được lan truyền ra khắp thế giới. Thánh Lorenzo về trời ngày 10 tháng 8 năm 258. Việc sùng kính Thánh Lorenzo lan rộng ra khắp nước Ý và sang cả Bắc Phi. Hoàng đế Constantino đã xây một vương cung thánh đường nguy nga để tôn kính Thánh Lorenzo. Trong lễ nghi, Thánh Lorenzo là một trong các vị được giáo hội nêu danh nơi kinh nguyện thánh thể thứ nhất. Khi chúng ta muốn phàn nàn về điều gì đó làm phiền lòng mình, chúng ta hãy cầu xin Thánh Lorenzo giúp cho ơn biết kiên nhẫn. Các thánh tự đạo đã được ơn trung thành với Chúa Kitô trong những nghịch cảnh vì các ngài đã trung thành với người trong những điều nhỏ mọn thường ngày mà tất cả chúng ta đều đã có lần đối diện.